Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Phù Cử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý 2 năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1, công tác tuyên giáo bám sát chương trình hoạt động của cấp ủy, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện có hiệu quả chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch. Điển hình là việc tập trung tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giải báo chí Bố Liềm Vàng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận nhấn mạnh, công tác tuyên giáo cần có cách thức tiếp cận nhanh nhạy, chính xác, sát thực hơn để tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp. Thông qua các kênh dư luận xã hội, cần nắm chắc các vấn đề nổi cộm ở cơ sở, đặc biệt là tình hình ở các huyện phía Bắc khi triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động của từng cá nhân, tập thể.